Giá tiêu trong nước hôm qua tiếp tục có thêm ngày thứ tư liên tiếp tăng. Ngoại trừ Bình Phước và Đắk Lắk, Đắk Nông đang tăng mạnh 1.000 đồng một ký. Các vùng trọng điểm khác, trong đó có Đồng Nai, tăng 500 đồng một ký so với ngày trước đó. Nhờ đã tăng trưởng liên tục trong thời gian qua, hiện giá tiêu các địa phương đều trên mốc 70.000 đồng một ký, cao nhất ghi nhận là 73.000 đồng một ký, được ghi nhận tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Nguyên nhân thị trường tăng trưởng, chuyên gia cho biết, từ cuối tháng 7 năm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trải qua đợt mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi, ảnh hưởng đến hoa màu, cây trồng của người dân, trong đó năng suất hồ tiêu cũng ảnh hưởng.